Phong Nguyễn xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị kính mến. Thì bữa nay thì Phong thì hôm qua thì bé sau nó cũng sốt rất là nhiều cô bác chị ạ. Thì lúc 1 giờ mấy tới 2 giờ là sốt tới ngay thời điểm lúc này cũng còn. Rồi sáng sớm thì Phong thì với gia đình là cũng lo lắm. Tại giúp lúc này mùa dịch nên mà việc mà đi lại với mà đi tới bệnh viện thì khó khăn lắm. Nhưng mà cũng không có biết sao hết. Nhưng mà qua nay thì nó cứ sốt tới thuốc đuôi hoài à. Rồi uống thuốc vô thì nó cũng hạ chút ít à, chứ nó cũng không có, nó cũng tầm khoảng là 38 39 độ cứ nằm khoảng đó của ba chị à. Nên gia đình Phong rất là lo. Thì bé nó cũng có triệu chứng giật nữa. Chứ Phong thì bữa nay thì Phong cũng chở vợ Phong đi lên bệnh viện Nhi Đồng Thanh Chẩn nghe Bình Chánh cũng gần ở chỗ Phong. Nhưng mà lúc này việc đi ra đường thì Phong lên chợn cũng gặp mấy chốt của những anh chiến sĩ bên cơ quan chức năng thì cũng đang làm việc, nên việc mà đi lên chẩn hoặc khám bệnh với mà đi tới bệnh viện thật sự là trong cái thời điểm này nó rất là khó khăn. Thì mấy ảnh thật sự là cũng muốn tốt cho người dân và cũng giống như tốt cho Phong và gia đình. Tại việc lúc này mùa dịch với mà Phong ở ngay chỗ mà Bến Lức Long An mà việc đi lên thành phố thì rất là khó khăn, phải có những cái thủ tục giấy tờ chứ phải có giấy thông hành đó cô bác anh chị ạ. Thì trong khi đó thì Phong với vợ Phong thì cũng không có. Rồi bên cạnh đó mấy ảnh cũng phiên giống như bệnh viện lúc này cũng đang trong cái mùa dịch cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Thì cũng phiên giống như mà người dân là cũng nên ở đâu thì cũng tập trung ở đó, thì để tránh hạn chế việc mà lây lan và nhiễm bệnh thêm á, thì nên Phong thì cũng không thể nào mà đi qua được với bệnh viện lúc này. Thì cũng không có biết là bệnh viện có làm được hay không nữa, tại vì lúc này là chủ yếu là tất cả những cái bệnh viện và hầu như là trường học với mà những cái công sở mà nó có những cái phòng mà rộng lớn á, thì để phục vụ cho công tác mà trong lúc mà mùa dịch để phục vụ cho bà con cô bác. Thì nghe thật sự nghe lúc này thì Phong cũng rất là buồn khi mà bây giờ thì bé sâu nó vẫn còn sốt cũng còn khá là cao đó cô bác anh chị. Nãy tí nói sao nói cho ba nghe coi. Ba nhà ba con dành ăn với em phải không? Ở bữa nay em bệnh rồi con có lo không? Thấy em nóng ghê không? Con dái ông bà phù hộ cho bé em sâu hết bệnh phải không? Còn mai mốt không có dành ăn không có đánh em nữa. Có gì nữa không? Sốt hồi sáng giờ chưa hết đó, thấy chưa? Lo em nhiều không? Em không ăn được, sáng giờ không ăn gì luôn kìa. Con sâu hả em? Sao ấy con miếng thịt à? Nấu ít thôi ăn cho mẹ. Em hả? Ông em sống vô đứng ngoài đây. Ba mấy à? Nhà Phong cũng đang nấu cháo thịt bằm cho bé sâu á cô bác anh chị. Có chị ba cũng qua nãy giờ cũng đắp khăn với mà nãy nóng quá sốt rồi cũng xối cho bé. Thôi tí dẹp đi con. Dẹp đi con, đừng có chạm. Đưa tay đó. Chín rồi hả chị? Chín rồi nè. Nhiều đây ăn nó còn ba lần mới hết. Con
Thấy cháu lên cho nó ăn không? Thấy cho nó nguội cho nó ăn em ơi. Nó đói quá, sáng không có ăn gì đâu. Chén nè. Lấy chén múc cháo cho em ăn nè. Đây. Chén này đi cho nó không mấy. Ủa sao lấy chén này mà ba? Thôi cái chén nó bự lắm. Lấy chén này đi. Lấy cho muỗng luôn tí ơi. Đây cô chú anh chị thì bữa nay thì Phong Nguyễn thì cũng đi lên tại hôm qua giấc tối thì bé nó sốt từ 1 giờ mấy mà tới sáng mà tới bây giờ cũng còn sốt á, nên là nóng ruột lắm. Chứ lúc này thì thấy bé sốt quá thì cũng sợ lắm, nhưng mà đi bệnh viện thì khó khăn lắm cô bác anh chị ạ. Sáng giờ Phong mà chở vợ Phong đi á. Để ba qua kìa, ba qua tới kìa. Không dám vô hả? Lo cho em không? Con lo nghịch nam rồi. Ăn ngoan đi con. Ăn vô. Ăn đi. Sao, lo cho em không? Em bệnh rồi thấy chưa? Ừ. Sáng giờ chốt chở thiếu Út đi mà đâu có đi qua được đâu. Cái chốt lúc này kiểm tra kỹ lưỡng lắm. Đâu có liên thông, đâu có cho đi được. Rồi mấy đứa về đi. Về đi cho. Ở đây em hầm á, nó nóng hoài. Thôi tí à. Cầm đi mẹ lấy đồ chơi nè. Đu mẹ lấy đồ chơi ra rồi nè. Đó. Đó, thấy chưa? U mát quá ta. Tí làm cho em tha, cho nó ấy rồi tí. Đó, đẹp quá trời luôn. Ba đứng đây nè, ba đâu đi đâu đâu. Một máy đâu mà nghe mát vậy? Dạ đằng kia nữa. Nghe ngoài đâu có. Thôi, để cho nó ngủ đi. Khách nói chuyện với ngoại rồi. Ngủ rồi. Đó, mở mắt lại. Nè, ngoại nè. Ủa? Bây giờ kia tắt quạt máy đi con. Nghe không? Hả? Nè con. Về ngoại không? Về ngoại không? Về ngoại không? Rồi kia tắt quạt máy đi con, tí. Về ngoại không con? Tắt quạt máy đi tí. Ngủ rồi mẹ ơi. À, ngủ đi.
Dạ. Mơ giờ nó cũng ngủ vậy đó, xong nãy mới giỡn. Dạ dạ dạ, xong rồi. Hấp nước mà. Nước sôi chế em thấy cho. Dạ. Nước sôi chế em thấy chế ra cho mẹ miếng nữa đi. Dạ. Nước thà nó nữa em. Sáng giờ mà cũng còn nóng quá. Thôi nó còn có giảm nhiệt độ không em? Nó nóng lên xuống hoài. Tai đỏ luôn. Người mẹ đang đo cho em nè. Em đâu có ăn được đâu mà giờ con lấy kẹo cho em. Em đang mệt. Để em nằm đi. Lúc em bệnh là không cho em ăn, mà giờ em bệnh là lấy bánh ra cho em ăn. Đẹp kẹo đi con. Nóng lên nóng xuống hoài, cái tay nó nóng hoài. Nó nóng quá rồi đem cái sâu da xối ra ngoài luôn. Sáng giờ ăn uống cũng ăn da nhiều ổ hết trơn. Đi tới bệnh viện thì cũng không có, giờ không có đi được nữa. Bệnh viện ở dưới đây thì không có còn bệnh viện nào làm việc á. Còn trên thành phố thì bây giờ tình hình đang căng lắm. Rồi 39 độ mấy luôn. Nắp khăn thì nó thiền đen rồi. Thấy là đi banh cái chân nãy ra để anh. Cô các anh chị bé nó còn nóng. Tại vì do chính sách của YouTube á, mình khi Phong quay cũng không có, quay cũng hạn chế quay bé. Nhưng mà khi bé mà cởi đồ ra thì không có bận đồ á, thì nhầm khi cũng đâu có được đâu, YouTube không mấy. Hôm qua mà khi bé nó bớt sốt rồi đó, thì Phong với vợ Phong mới bận áo với quần cho bé vô. Tại bé nó lạnh, nó dung quá trời luôn. Thì cũng có lấy cái mền nó đắp dưới chân cho bé. Tại vì lúc hôm qua là lúc bé nó đã giảm sốt rồi. Thì Phong mới đắp. Còn cũng có rất là nhiều ông bà cô bác rồi cũng chỉ những cái cách. Thì Phong thấy cũng rất là tốt luôn. Thăm em hả? Nó lo cho em không? Em đang ngủ em. Em đang ngủ rồi. Rồi chừng nào hai em hết bệnh là hai con ẩm qua bệnh chơi nha. Thôi đi đi con. Nóng quá. Thế giờ bệnh viện cũng không có à. Đi hình như nãy Phong cũng có mua thuốc mà nhét vô đít cho bé. Ý thuốc hạ sốt. Mua thuốc tốt không mà uống chưa thấy nó hạ gì á. Nó hạ xuống trong vòng có không bao lâu là nó nóng lên lại. Dắt chân em lên đó hả? Nó hầm chân em không? Cái sâu nó mệt quá nó ngủ rồi. Em ngủ mà nhắm mắt hí. Thì cô bác anh chị, tại do chính sách của Tubi á, nên không phải che cái người bé rồi. Chứ nếu mà ấy giờ thì YouTube là đâu có cho phép đâu. Thì Phong lao hai bên nách với hai bên cái háng của bé dưới cho nó hạ nhiệt. Nhưng hôm qua nó sốt cao quá, nặng chanh vô miệng bé.
để cho nó giảm nhiệt độ xuống. Qua nay thì Phong cũng cảm ơn tất cả những ông bà cô bác đó, thì cũng thương yêu và quan tâm gia đình của Phong Nguyễn, nhất là bé Sâu đang bị bệnh đó. Nhưng mà ông bà quan tâm rồi thương yêu bé, rồi chỉ những cái cách làm mà giúp cho bé hạ sốt một cách tốt nhất đó. Thì Phong Nguyễn cũng không có biết nói gì hơn hết, thật sự chỉ biết gửi những cái lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến tất cả những ông bà cô bác thì ở ngoài nước, trong nước và xa và ở gần á, thì cũng đã nói và giúp cho Phong Nguyễn có một cái cho bé Sâu á có một sức khỏe tốt nhất.